Thưa quý vị, y tế cơ sở sợ tự chủ. Câu chuyện đang xảy ra tại các trung tâm y tế tuyến huyện của tỉnh Quảng Ngãi. Sợ là bởi việc phải tự chủ 100% đối với khối bệnh viện ở các trung tâm y tế đồng bằng và từ 65% đến 90% ở các trung tâm y tế miền núi đã khiến cho các đơn vị y tế này không kham nổi trong việc cân đối nguồn tài chính để có thể hoạt động do thu không bù chi. Chậm lương, thiếu thuốc đang trở thành cái vòng luẩn quẩn gây áp lực lớn trong công tác khám và điều trị cho bệnh nhân. Trung tâm y tế huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đang phải gồng mình khi tự chủ 100%. Sở Y tế giao dự toán thu trong năm 2022 là 36 tỷ đồng để tự thu chi. Vậy nhưng, từ đầu năm đến nay, đơn vị này mới thu được khoảng 17 tỷ đồng từ hoạt động khám chữa bệnh, không đủ để tự chủ, cân đối trong việc chi lương, chi tiền thuốc và các hoạt động khác. Chuyện nợ lương, chậm lương và nợ tiền thuốc thường xuyên xảy ra. Đời sống của anh chị em công nhân viên chức là chỉ sống vào nhà vào đồng lương, nhưng mà đến hiện nay là ban ngày bữa nay là vẫn chưa có lương. Để mà giải quyết lương cho các nhân viên á, thì đối với đơn vị rất khó khăn. Trong quá trình hoạt động mà muốn để cho người lao động có lương thì buộc phải giảm lấy tiền thuốc, chậm trả tiền thuốc để ưu tiên trả tiền lương. Mà nếu trường hợp á, mà ưu tiên trả tiền thuốc á, thì lại thiếu lương của anh em. Quảng Ngãi hiện có 7 trung tâm y tế khu vực đồng bằng đã tự chủ 100% ở khối bệnh viện. Các trung tâm y tế các huyện miền núi cũng buộc phải tự chủ từ 65 đến 90%. Thế nhưng tất cả các đơn vị y tế cơ sở này đều than trời vì tỷ lệ tự chủ bị áp quá cao, trong khi lượng bệnh nhân đến khám điều trị rất ít. Thêm vào đó thì giá dịch vụ khám chữa bệnh theo cơ cấu giá bảo hiểm y tế không còn phù hợp, khiến việc tự chủ càng khó khăn hơn. Cái việc tự chủ mà thực hiện theo cái 449 của ủy ban tỉnh là nó gây nên cái khó vô cùng khó khăn cho y tế tuyến cơ sở, vì chúng tôi không thể đủ các cái nguồn lực để tự chủ 100% được. Và hiện giờ như trung tâm y tế Tư Nghĩa đang làm cái dự thảo để trình lên các cấp để phê duyệt cái tự chủ theo cái nghị định 60 ấy, thì chúng tôi chỉ đạt khoảng 47% thôi. Phải hạ cái mức tỷ lệ tự chủ quá cao để đúng với cái mức thực tế của các đơn vị. Từ đó đơn vị mới đảm bảo được kinh phí cho các đồng mình để đảm bảo chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được tốt hơn. Ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi cho rằng cần phải xem xét giảm mức tỷ lệ tự chủ đối với khối bệnh viện của các trung tâm y tế tuyến huyện, hoặc cần có những chính sách khác sao cho hợp lý. Bởi còn duy trì mức tự chủ như hiện nay thì nhiều cơ sở y tế tuyến huyện sẽ đứng trước nguy cơ dừng hoạt động do không có kinh phí hoạt động.